Xin chào tất cả các bạn, nay mình đã giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm xe điện mới, xe điện Milan 2 của tập đoàn IMA sản xuất. Vâng, và các bạn đã được ngắm nhìn Milan 2 thừa kế những thiết kế đặc trưng và đặc thật là đẹp của một chiếc Vespa 3.46. Các bạn không thể tưởng tượng rằng nó đẹp như thế này, tôi chính tôi cũng bất ngờ. Và tôi đang cùng các bạn trải nghiệm chiếc xe Milan 2 tại công ty xe điện Phú Thị. Mình nhìn ngắm tổng thể các bạn nhìn thấy một cái vẻ đẹp toát lên xe, quá là đẹp đúng không? Xe được thiết kế rất là đẹp giống như chiếc Vespa của Acma huyền thoại. Đây là lá trước này, các bạn có thể thấy lá theo để đã làm cái này tuyệt vời. Và chúng ta đã bắt đầu cùng khám phá nhé những thiết kế nổi bật mới từ chiếc xe. Thì đầu tiên tôi muốn nói với các bạn đó là xe được nâng cấp hơn với Mocha ở lốp. Lốp đã được to lên. Lốp của Mocha lốp 10. Đây là lốp 14, các bạn nhìn thấy bánh 14 trên bánh đĩa. Và những gì màu bạc của tập đoàn IMA rất là đẹp. Nước sơn rất là lì, là đẹp, mê ly. Vâng, và tiếp theo thì tôi xin giới thiệu với các bạn mặt đồng hồ của xe đời mới. Nó EF gạch xăng, trên là xi nhan, đèn còi. Các bạn chú ý nhé là xe có rất nhiều ưu điểm. Đây là hệ thống chống trộm của xe. Bốn vào đây là khóa và bốn vào đây là mở. Đó, xe có rất nhiều ưu điểm. Nước sơn thật là lì và đẹp, quá là tuyệt vời luôn. Hệ thống phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh cơ. Chúng ta được ngắm nhìn rất đẹp. Về ưu điểm của xe thì các bạn đã nhìn thấy rồi, thiết kế vượt trội, chất lượng đẳng cấp của tập đoàn IMA. Và có một điều tôi muốn phân tích các bạn, nhược điểm của xe là xe không có cốp. Quý khách hàng mua chú ý giúp mình là xe không có cốp nhé. Nhược điểm thứ hai là tiếng chống trộm kêu hơi to, mà cũng là tạo một cái an toàn cho các bạn thôi. Nhưng mà nhìn ngắm tổng thể các bạn nhìn thấy một chiếc xe quá tuyệt vời, quá đẹp. Các bạn đã nhìn thấy, các bạn hãy liên hệ với hotline 0169 822 8888 để đặt mua. Rồi, ngắm nhìn một lần Vespa xe điện Milan 2 kiểu dáng Vespa Acma cổ, quá đẹp. Rồi, xin chào mẹ các bạn.